Cách để ở căn hộ 2 phòng ngủ mà chi phí chỉ bằng ở ký túc xá. Trong mùa sinh viên nhập học này, ký túc xá tư nhân có chỗ cho thuê tặng 2,5 của một giường mà không có để cho thuê luôn. Thế mà tôi lại tìm được phòng 2 phòng ngủ mà chi phí chỉ bằng ở ký túc xá, chưa tới 2 của một bạn. Thằng đấy không có đùa đâu. 2 phòng ngủ, mỗi phòng 2 bạn, tính ra chỉ cần ở ghép 4 bạn thôi. Mọi người cùng xem tiện ích phòng có gì và cụ thể chi phí dưới 2 củ chính xác là bao nhiêu nha. Đây, phòng mới chát, chưa bóc siêu luôn. Diện tích phòng gần 50m², chia ra làm 4 không gian chính: phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Nội thất thì trang bị như căn hộ dịch vụ luôn các bạn nè. Máy lạnh là phải có 2 cái cho 2 phòng ngủ nha. Máy giặt riêng trong phòng, tủ lạnh 2 cánh và có luôn cái bộ sofa mini giữa nhà nữa nè. Đó, nội xem tới đây thôi mà nói 2 củ một bạn còn thấy rẻ. Tìm đâu ra 2 phòng ngủ mới xây đầy đủ nội thất mà hạt rẻ như vậy. Ở ghép 4 bạn, mỗi bạn chỉ 1,75 củ thôi cả nhà ơi. Siêu phẩm có hẹn, bạn nào thấy phù hợp thì tham khảo ngay nha. Dự án trên đường Tô Hiệu, Hiệp Tân, quận Tân Phú nha cả nhà.